Xin chào mừng ông bà, cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh Mai Hiền Family Cuộc Sống Ở Nhật. Cảm ơn bà, cô chú và anh chị đã luôn yêu thương, đồng hành và ủng hộ những video của hai mẹ con em nha. Ngày hôm nay là em chuẩn bị cho con đi ra ngoài, vừa cho con đi ngắm cảnh, đi chơi, với lại là vừa đi dạo ông bà, cô chú. Lúc dài buổi trưa con ăn cơm xong rồi là con phải đi dạo một vòng, xong rồi là về con mới chịu ngủ. Giống như là ra ngoài để thay đổi không khí, thay đổi môi trường cái rồi mới chịu ngủ á. Hôm nào á mà lạnh quá thì mẹ thôi mẹ chịu luôn, mẹ ở nhà mẹ chịu khó mẹ dỗ cho con ngủ. Còn nếu mà hôm nào mà trời nắng ấm lên nó như thế này, như ngày hôm nay á là trời nắng nè, thành ra là dù hơi có gió một chút xíu nhưng mà nắng thì nó những nơi nào mà nắng nó chiếu á thì vẫn ấm áp lắm ông bà cô chú. Ngày hôm nay là hai mẹ con xin mời ông bà cô chú mình cùng với hai mẹ con em mình đến tham quan một cái đền nhỏ lắm, nói chung là cũng không phải là đền nổi tiếng gì đâu, nó chỉ là một cái đền gần ở nhà em thôi, nhưng mà ở đó nó có hai cái cây gọi là mình cây là cây bạch quả, cây rễ vạc đó, nó rất là to luôn và nó đang chuẩn bị vàng, nó lá nó đã vàng rồi ông bà cô chú. Thành ra là hôm nay là em tranh thủ trời mà nó còn nắng nè, ấm áp nè, do nên là lợi cho con chơi. Chứ để qua ngày hôm sau, ngày mai hoặc là sang tuần á, thứ nhất là lá nó sẽ rụng hết. Thứ hai nữa là nếu mà lỡ mà trời mà mưa xuống á là nó ẩm ẩm, nó dơ á, thành ra là chơi không có được. Thành ra là tranh thủ trời nắng ấm như thế này thì mình sẽ cho con đi chơi nha ông bà cô chú. Mời ông bà cô chú cùng đi với hai mẹ con em nha. Style đi ra ngoài của em ấy ngày hôm nay còn có bao tay với lại là còn một cái áo khoác nữa, nếu như mà lạnh thì mẹ sẽ khoác thêm lên cho em. Bây giờ mời ông bà cô chú mình đi qua bên cái đền gần nhà em nè, nó có cái hai cái cây lá vàng đẹp lắm nha ông bà cô chú. Mời ông bà cô chú đi chung với mẹ con em nha. Theo như em tìm hiểu ở trên mạng ông bà cô chú thì không có một tài liệu nào ghi chính xác rằng là cái đền thờ này nó được xây dựng hồi nào luôn. Chỉ có là một số di tích còn để lại thì nó được xác nhận là được có từ cái thời mà Edo, là khoảng tầm 1000, cuối thời Edo là khoảng 1800 mấy ông bà cô chú, nghĩa là khoảng tầm hơn 230 năm rồi. Nhưng mà thực sự chính xác năm nào thì hoàn toàn là không biết được nha. Còn hai cái cây bạch quả này á thì nó được công nhận là di sản thiên nhiên của tỉnh, cấp tỉnh luôn. Thì vào năm 1995 á là người ta đo thử á là cái chiều cao của hai cái cây này khoảng tầm 25 mét, thì không biết là bây giờ là 30 năm rồi, không biết là cái cây nó đã cao thêm được bao nhiêu nữa thì người ta chưa có đo ông bà cô chú. Hai cây, một cây lớn và một cây bé hai bên như thế này. Mà em tìm thấy em theo em biết là cây bạch quả này cũng có cây đực với cây cái nữa đó nha ông bà cô chú. Thì nó cũng giống như động vật, cây đực thì không có trái, chỉ có ra hoa thôi, không có trái. Còn cái cây cái thì có cây sẽ có ra trái nha ông bà cô chú. Thì hiện tại là em đang ở gần hai cái cây này, nhà em cũng cách nhà này cũng rất là gần luôn. Đen xà gà đu vô, thà điện nó chạy tới nè. To quá trời to luôn. Cái cây này á, này nó to vậy đâu bà cô chú, làm sao để sát được nó to như thế này. Yeah. Con chơi gì vậy, con chơi gì vậy này. Ơi. Ơi. Ngày trước ông bà cô chú lúc mà em mua nhà, gần có cái đền như thế này nè. Xong cái em cũng sợ lắm, em cũng tìm hiểu nhiều cái lắm, cũng sợ nhiều khi nói chung là mình cũng không biết được mình về vấn đề tâm linh á. Xong rồi cái mới đầu em mới suy nghĩ thì cũng có nhiều ý kiến,
Mình thấy, em thấy một cái ý kiến rất là hay, đó là nếu như mà cái đền nó đã cả trăm năm, cả ngàn năm rồi mà nó không có bị sao hết, nó vẫn bình thường như thế này á, gọi là vẫn được bảo tồn được như này, nó nghĩa là cái khu vực này nó an toàn, ví dụ như là không có bị sóng thần nè, không có bị động đất nè, hay là cái gì đó, nói chung là nó ít bị những cái thiên tai. Tại vì nếu là bị thiên tai thì chắc chắn là nó sẽ những cái chỗ như thế nó cũng bị. Mà những cái cây như thế này vẫn còn to, vẫn còn sống mấy trăm ngàn năm như thế này thì mình họ nói rằng là những cái vùng đất nó rất là an toàn á. Thành ra là em mới quyết định mua cái nhà gần ở đây. Thì cái nhà này là cũng cách nhà, cái đền này cách nhà em chắc cũng không được 50 mét luôn á. Rất là gần luôn. Bình thường thì đền không có ai ở hết á, chỉ có buổi Tết thì người ta sẽ trang trí như thế này, nhà trang trí lên xong rồi cái người ta sẽ mình chào á, đi giếng lễ đầu năm á, thì là Tết người ta mới tổ chức thôi, chứ còn bình thường thì không có ai ca trông hết trơn á ông bà cô chú. Cây bên đây nó vẫn còn xanh quá ta, em nhìn thấy được cái cây vàng bên này không thấy được cây xanh này, thế là bên đây là nó còn xanh nè, chắc trong tuần sau vẫn còn chơi được, vẫn còn sang chơi được. Hỏi em bé nhà em nó đang chơi cái gì đây? Đây là lá sakura. Yeah. Ông bà cô chú có thấy cái cây bạch quả nó to không? Mẹ con em đứng có nhỏ bé dưới cây luôn á. Bây giờ là hai mẹ con đã chơi xong rồi đây nè. Chảy dữ vậy nè. Nó cảnh gì vậy? Em thấy cái gì à? Trái của nó nè ông bà cô chú. Cái này là trái của cây rẽ vạc nè. Nó thúi lắm luôn á. Mưa xuống một cái là mình dặm là nó thúi một cách dữ dằn luôn, nhưng mà bên trong của nó là mình ăn được. Để em nhặt một trái về đi, hai trái về đem về mình em làm thử cả nhà coi. Em chưa ăn lần nào, chưa có làm thử nó từ trái này đâu, nhưng mà ăn thì em có ăn rồi. Nó sẽ để trong cái món gọi là chawanmushi á. Sao nãy thấy nhiều lắm mà giờ có hai trái vậy ta? Ở đây nè, đây nhia, yeah. Đang khô lại rồi nè, không đem cái bọc gì nữa chứ. À, có cái túi của con đây, đây ở bên trong nó sẽ như thế này nè, nó có một cái hộp như thế này, mình ăn là cái hộp này nè, còn cái phần vỏ bên ngoài không có ăn được. 5 trái rồi, kiếm thêm trái nữa đi, 6 trái chia làm 2 cái cho ba ba nè. Đây, yeah, được 6 trái.
Muốn lụm nữa. Yeah. Con lạnh không? Mẹ mặc cái áo thêm cho con nha. Ừ. Dạ, vậy là hai mẹ con đã chơi xong rồi đây. Trời thì cũng sập sập nắng xuống rồi. Hiện tại là 2 giờ trưa ông bà cô chú. Thì thành ra là không khí về nắng thì nó vẫn ấm, chỗ nắng vẫn ấm. Nhưng mà chơi hồi có gió mà con ngồi một chỗ như thế thì sợ là con một hồi con lạnh á. Thì bây giờ là em chuẩn bị cho con đi dạo xung quanh một chút xíu. Đi dạo vòng vòng một vòng, lượn một vòng rồi mới về cho con ngủ ông bà cô chú. À, bây giờ sẽ thêm áo, thêm khăn đồ vô cho con. Chứ để nếu mà để không như vậy thì mình đi một hồi gió nó lạnh á. Nói chung mùa này mấy bé này sợ nhất đó là bị cảm lạnh, bị cảm, bị sốt rồi kìa kia. Nó cũng nói chung là khi mà con bệnh thì người mệt nhất đó là người lớn, là ba mẹ thôi. Cái cây lá vàng nó vàng. Đây, đây là cái cây mình nhìn từ phía dưới đường mình nhìn lên nè. À, còn đây là cây ume. Ume là cái cây hoa mơ đó. Bên Việt Nam mình gọi là hoa mơ đó. Thì đây là nó có cũng có hoa mơ như thế. À, hai mẹ con đi dạo nha ông bà cô chú. Cảm ơn bà cô chú đã theo dõi hết video của hai mẹ con. Ông bà cô chú yêu thương và ủng hộ hai mẹ con thì cho hai mẹ con xin thêm một kênh đăng ký nè, một like cũng như là chia sẻ video nha ông bà cô chú. Bye bye ông bà cô chú. Hẹn gặp lại ông bà cô chú vào những video tiếp theo. Bye bye.